ơi, cả nhà chào gia đình yêu thương của Út nha. Trời ơi, thì tôi mắc gì gì sáu được, không bao giờ ngủ chưa được. Gì sáu mà tối ngày tôi ra ngoài giường tôi ngồi hoài mệt mỏi ghê. Sáu ơi, sáu sáu già sáu sáu nghỉ ngơi cho con nghỉ. Sáu sáu nhoi nhoi hoài, con mệt quá. Sáu con mệt mỏi với sáu mà con không nói, con chịu không nổi. Con không nói là con chịu không nổi với sáu, mà con nói thì con không ngủ chưa. Thôi mệt quá sáu ơi, lỡ lỡ chớ rồi mà sao ngộ ha. Người ta nói là nói da nói bông nó hoa à, người ta nói da một cái làm thơm như hoa. Hồi xưa mà khi mà bắt mía à, sau này con lớn miệng nói da nó có bông có hoa, miệng nói da có tiền có của, mà sao nói mẹ con cô Sáu nói da toàn chúng giữa chúng xả không, mà nói da không có tiền của gì tới, ta nói da toàn là thứ gì đâu không. Ồ, nguy nguy rồi cả nhà ơi, nguy rồi. Cô Sáu đòi kiện vợ chồng Linh Tý xong rồi to rồi, ai cô Sáu cũng ham kiện hết nha. Bữa nào không mấy cô Sáu kiện cuộc đời cô Sáu thử một bữa, cô Sáu bữa nào cô khóc kiện cái nết cô Sáu coi, kiện cái nết, kiện cái bản mặt của Sáu một lần, thử coi sao. Cái Sáu hâm kiện này kêu hoài, rồi mấy chục lá đơn kiện Hồng Đoan đâu rồi, gánh gánh gồng gồng à, đi kiện người ta ở đâu rồi, trong Hồng Giác cái đâu còn chiêu chứ sao đó. Trời ơi, hâm kiện hết rồi này rồi kia, tại vì vợ chồng Linh Tý em khịa hoài à, thần tượng của tôi đó. Linh Tý là thần tượng của tôi á, Sáu mà đụng tới Linh Tý là đụng tới tôi đó Sáu đó. Kể cái vụ đi coi bói nữa nên nên tức à, đòi hâm là kiện kiện mẹ đi hâm hoài. Bữa nào sáng mai chú nướng ăn đi, nướng hay là hấp hay là luộc hay làm gỏi làm thấu gì chứ, cái hâm hâm hoài thiêu, hâm hoài ăn cũng ngán nữa, nhão nhão ăn ngán lắm. Nằm nướng đi đã, trời ơi đã tối rồi, thầy bói phán con mẹ con cô Sáu rồi, là mẹ ủ tờ trước rồi tới con, xong rồi à, ủ tờ xong về hai mẹ con đi bán số điều. Nói thầy bói nói giờ không tin, bởi tao nó cãi thầy núi rè đó, mẹ con cô Sáu là chuyên gia cãi người ta đó. À, cãi cãi người này cãi người kia không có cãi giận cãi số mà đi cãi người ta không đã. Thì Linh Tý mới đăng lên một cái dòng trạng thái cả nhà, nhìn cô Sáu khóc thật là à, thật tâm à, mắt cô liếc liếc miệng cô nhấp nhá, nên cô thêm chữ chữ giả ghép lại là chữ thật giả tâm đã, thật giả tâm cả nhà. Ôi bà Linh Tý nói như vậy bởi vậy cô Sáu đầu kỵ mà đúng rồi, sao giả tâm đâu, sao có giả tâm đâu, còn sao gì mà nói giả tâm. Ừ, sao giả nhân giả nghĩa, giả nhân giả nghĩa, còn với Sáu gồ sống có đức lắm, sống có đức, bởi giờ Sáu chuẩn bị hốt cái cục đó ăn rồi đó. Mấy người sống mà có đức giống như Sáu là chuẩn bị hốt cái cục đó, cái cục đó ăn, cái cục đó đó đã. Ồ rồi Sáu kiện Linh Tý rồi, thấy mà hai chồng coi chừng cẩn thận đó. Cẩn thận đó, cô Sáu mà kiện là cô Sáu mà kiện là thế nào đơn cũng dục dây dùng giác à. Trời ơi, trời tôi bắt mệt Sáu quá Sáu ơi, tôi bắt mệt Sáu rồi, con phim này sốc, cái tin này mới sốc nè, cái tin này mà sốc ngang luôn, mới chuẩn bị nè, xỉu là xỉu nè, tôi báo cái xỉu liền nè, xỉu gì tức chứ gì nói gì không à, cả nhà nhớ cái vụ mà à, giờ cô Sáu đầu ở nhà coi coi coi, coi giấy tờ ha, để kể cái vụ ngày xưa sao cả nhà nhớ không, nhớ cái lúc mà còn sạc pin mà lúc Ni chưa xuất hiện không, lúc đó có vợ chồng Hồng Loan mà à, sạc pin ngồi cái ghế á, còn Sáu với chành bồn đi qua đi lợ vai lợ mà chưa xuất hiện Ni đó. Cái Sáu con Sáu làm gì nè, giấy tờ nhà đất bữa ổng đưa mày đâu rồi, mới trả lời thì cắt rồi chứ đâu, mày cắt ở đâu, mày cất đâu mày đem đi, mày để về bàn thờ cho ổng đi, hai tài sản của ba con không có cái gì để gì thì mày đem mày để bàn thờ cho ổng đi, rồi ba bốn chín tới 9 ngày tính. Ủa nó kia ngồi sao giấy tờ nhà đất con người ta của ba người ta thì người ta lớn rồi, nó 5 đứa con rồi, bộ nó không giữ được hả hả, rồi để trên bàn thờ, để thờ người phó quốc chứ đâu có thờ cái giấy tờ đâu, đâu thờ giấy tờ nhà đất đâu. À, giờ để bàn thờ liệu 49 ngày còn không, hay là 3 ngày đó đi theo ông theo bà đi cùng theo ngũ quỳ thất tổ, nó đi theo căn nhà biệt thự 5 căn nhà với 1.000 lượng vàng kia hả, rồi giấy tờ nhà của người ta và mắc mới gì Sáu kêu đem để đó hả, bữa nó không biết cất hả hả, rồi sạc pin ngồi giỏng giạc ha, sạc pin ngồi giỏng giạc ghế này nó gác cả nhà. Nhà này giờ vô phải ngó trước ngó sau, muốn địch cũng không địch không được. Thánh thần ơi, ủa nhà ta mắc mớ gì ăn nói chuyện vô học vậy sạc pin hả, nhà ta mắc mớ gì vô đó ngồi mà càng hãy hãy cái háng đó, rồi rồi nói mắc địch thì không được, rồi không nói nhà này giờ không dám nói lớn. Ủa nó nghe nè, bộ ăn trộm hả, bộ ăn trộm ăn cắp hả, gì không dám nói lớn, mình làm chuyện ngay thẳng, mình cứ nói thẳng đi, mình cứ nói thẳng, mình cứ la làng ra mắc gì sợ, người mình cứ gian gian díu díu, mình làm những chuyện mờ ám thì mình mới không dám nói lớn, đúng cả nhà, chứ mắc mớ gì vô nhà tao nói lớn tôi nói thiệt. Chỉ có con mớm nó hiền thôi chứ ông sạc pin mà cái bữa đó mà vô nhà Út mà ngồi trên ghế mà nói nhà này mắc địch địch không được ha,
chổi chà là tôi hy sinh mấy cây luôn, tôi đơm tự nào tôi đơm xuống, xong rồi nếu mà chổi chà mà nó bị sức bị gãy á là ghế đẩu mà tôi đơm tự nào tôi đơm xuống, bữa đó là không chừng là đám giỗ cùng ngày cậu luôn nữa. À, mình là ai vậy hả, mình là ai sạc pin hả, mình là ai vậy, ngày còn sống cậu đâu công nhận mình là bạn đâu, giờ cậu vừa mất cái nhảy vô nên bạn nhận là bạn tri kỷ, giờ giết cả áo của cậu cũng lấy, áo của cậu cũng lấy, nó của cậu cũng lấy, giỏ sách cũng lấy, mắt kiến cũng lấy, cái gì cũng lấy, người ta đã mất rồi mà người ta đâu có liên quan tới dòng họ mình đâu mà cái gì mình cũng lấy vậy sạc pin hả, giờ vô ngồi đó dẫm dạc đòi đòi đưa giấy tờ cho Sáu. Ủa giấy tờ nhà mình đâu mình không đưa cho Sáu giữ đi sạc pin hả, giấy tờ nhà mình đưa Sáu giữ đi, còn giấy tờ nhà cha ta mắc mớ gì đâu, phải nhà nhà của ông quốc đội ông đâu mà ông kêu đưa giấy tờ cho Sáu giữ hả. Trời ơi, tôi nói nhìn nhìn ông sạc pin, tôi tính lấy chồng, tôi tính lấy chồng mà tôi nhìn ông sạc pin thôi ở giá mẹ rồi, nhìn mất cảm xúc, nhìn khô khô hạn nước luôn. Trời ơi, cái môi thì thừ lừ giống như là cái vải phân trâu với quê tôi, còn cặp mắt thì lòi ra giống như là chuẩn bị mà lòi chồng vậy. Trời ơi, cái mặt mày giống y con Hà Mã, y con Hà Mã luôn, y con Hà Mã luôn. Nhưng ngồi em nhà này giờ muốn đệt đệt không được, muốn nó lớn cũng không được. Con kêu má con lấy giấy tờ cất đi. Trời ơi, nghe tự mắc địch nghe. Giấy tờ nhà ta, mày kêu con với má con lấy giấy tờ cất đi. Trời quỷ thần ơi, thiên địa ơi. Giấy tờ của má con cô Sáu là giấy dùng, giấy nợ, giấy vấn đề là giấy tờ của má con cô Sáu đó, chứ không giấy tờ đâu của má Sáu. Ủa giấy tờ của nhà mình không mần kiếm tiền mình mua nhà mình giấy tờ đứng tên mình, rồi mắc mớ giấy tờ của người ta mình lấy mình đứng mình đi ra cắt, mình cắt nguyên cái nhà từ đường, cắt luôn 5 căn nhà với cái biệt thự chưa đủ hả, rồi cắt đâu rồi, cắt giấy tờ nhà từ đường đâu rồi, rồi cắt giấy tờ 5 căn nhà với cái biệt thự đâu rồi, đâu rồi, lấy gì đi, chuột về đi. Anh hồi nhớ mà tôi nắm cho nó con mớm nó mắc gì nó hiền dữ vậy trời, má ơi dọn ghe hả, từ bên cái đường xông qua đẩy cửa một cái rắm. Trời ơi, tôi nói bữa đó gặp Út ha, trời ơi gặp Út mà đẩy cửa hả, tao kẹt mà tao ghe cái cùi chỏ tao kẹt mà vô mày chừng nào mày le cái lưỡi mà ghe nó le tha tôi là mới bỏ ra chứ đừng có xạo xạo, tại con mớm á, con hồng loan á bị ăn hiếp từ nhỏ á, tâm gia nó chịu đựng quen rồi, nó sợ quen rồi, chúng ta sợ ai sợ một lần là sợ luôn tới già đó đó, nên nó bị vậy, nên Sáu với ve cứ nghĩ nó sẽ sợ nên cứ tổng lực hiện đại đi là sẽ chiếm được nhà, chắc ăn trăm trăm luôn, chắc 100% luôn đó, tuyên bố là chắc ăn 100% luôn. Nào ngờ phút 89 bù giờ chưa chắc đâu đấy, y như là Sáu nói đó, Sáu nói rồi phút 49 chưa chắc ăn đó đà, cái tự nhiên Sáu đi du lịch về thay ổ khóa Sáu vô không được, Sáu đứng trước cửa Sáu nói thôi thương anh Năm, Sáu thương anh Năm lắm mà Sáu chửi anh Năm đầu là thằng bại liệt, thằng chết sình chết suối, sình thân xác sình thúi gì đó đà, thương dữ không Sáu, hồi cái thương của Sáu tôi nghe tôi mắc địch quá đã, tôi nghe tao thương Sáu thương tự nhiên tôi mệt ngang muốn dập nhiệm ngang. Rồi bây giờ Sáu lấy cái cớ, Sáu lấy cái cớ bài Sáu 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 được Sáu mà hồi hồi xưa đó là Sáu mưu lược Sáu nhiều lắm, mưu lược lắm, mưu lược là toan tính Sáu là rất nhiều luôn, nếu mà thờ mà vua chúa là Sáu cũng cũng làm thượng tướng hay gì cũng giỡn đâu đó. Rồi Sáu lấy cái lý do là muốn qua nhà Hồng Loan xem lại giấy tờ, tại vì Sáu nghe Sáu nói là Sáu nghi đó là giấy tờ giả đó, lấy cái lý do là nghi giấy tờ giả để muốn qua nhà xem giấy tờ để làm gì, một là xé, hai là làm bùa ha, làm bùa làm ngã, hai hai là giật chạy luôn đó. Nó nghe nhà Tháp nghe là sao mà mắc cái hội chứng gì ngộ vậy hả, hả người ta bệnh này bệnh kia còn Sáu mắc cái hội chứng gì ngộ vậy, hội chứng hội 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 chứng thèm nhà mà thèm nhà người ta nữa chứ, phải chi mà Sáu mắc cái hội chứng thèm nhà mà tự Sáu mần da thì nó cũng nó hại nó ngon nó hay, còn Sáu mắc cái bệnh gì ngộ vậy, bệnh hội chứng thèm nhà mà thèm nhà người ta không à, ngộ vậy, hội chứng thèm nhà với hội chứng phá của, mắc chứng bệnh gì ngộ vậy. Thôi cái bệnh của Sáu là bác sĩ bó tay rồi, thầy chạy luôn rồi, cái bệnh của Sáu có nước thì đi ủ tờ mới mới hết thôi, chứ còn bệnh của Sáu là không có thầy nào trị được á, cái bệnh mà thèm nhà với bệnh mà phá của
À, giờ muốn đi qua xem, nói nghe nè, bây giờ nói với Hồng Loan làm cái tờ giả đó, ừ. Mình đi tố giác nó đi, ừ. Mình đi tố giác nó, mình nói nó làm cái tờ giả, đó, mình tố giác nó làm cái tờ giả, còn thôi mình chạy thẳng lên trên trên tòa, ừ, chạy thẳng lên tòa, mình kêu ông tòa nói là tôi nghi với tờ giả, à, mấy ông giải thích cho tôi, mấy ông đưa tôi coi, và mấy ông nói tôi cái này là giả hay thiệt đó, lên trên hội là người ta giải thích cho Sáu luôn, nhiều khi người ta giải thích xong người ta mời cơm ăn nữa, ừ. Ta mời cơm ăn xong xong người ta thẳng ta nhốt Sáu luôn, à, tâm lần bảy lượt sao nói với tờ giả cái gì của người ta của cha mẹ người ta giành không được cái nói giả, ừ, giành không được nói giả, ừ. Cái bản chất cái sự giả là cái giả là mẹ con của Sáu, giả giả tâm giả nhân giả nghĩa đó, nói chung là giả hoàn toàn hết đó. Ừ, con người mình sống mà tối ngày cái chăm chăm vào tài sản người ta mà mình không tự làm là bất tài vô dụng, à, mình xấu hổ chính với bản thân mình bất tài vô dụng với bản thân mình, à, mà còn hãnh diện gì à, hãnh diện gì cộng đồng mạng đặt cho cái tên là bảy báo sáu bào, má ơi thiệt thôi tôi bó tay Sáu rồi, sao Sáu rồi, tôi bây giờ tôi bó tay rồi, hôm nay tôi chửi Sáu rồi, tôi chửi Sáu rồi, tôi chửi nhiều khi tôi chửi vậy thôi thôi bỏ qua tôi nha, chứ giờ tôi bó tay Sáu rồi, tôi biết đầu óc Sáu giờ không còn là con người nữa, đầu óc Sáu là giờ làm giống như là thần kinh phân liệt, giờ mà hãnh diện gì được nhiều người được được cả được anh mình cho báo, hãnh diện gì mình phá biết nhiêu tài sản của anh mình, hãnh diện gì cộng đồng mạng đặt cho mình em mình cái bảy báo sáu bào, hãnh diện trời ơi công nhận Sáu hãnh diện, Sáu hãnh diện mấy cái chuyện nó trời nó hú hồn, Sáu hãnh diện mấy cái chuyện mà trời ơi lấy đang đang làm lấy ngã ba đội đầu biết hãnh thần ơi, hãnh diện làm khóc một cái, khóc một cái làm anh mình dâng hết tài sản cho mình, chính vì vậy đó, chính vì khóc một cái anh mình dâng hết tài sản mà tới giờ này á, tới giờ này dòng họ võ không còn cái gì, còn cái nịch không, còn cái nịch không, giọt nước mắt của Sáu ghê quá, giọt nước mắt Sáu khủng khiếp á, giọt nước mắt của Sáu mà làm biết bao nhiêu số phận lao đao luôn, con cháu lao đao luôn, à, ngay cả bản mặt trong trong đó có mặt Sáu nữa cũng lao đao, nếu mà đừng có khóc, đừng có khóc, mà cậu đâu có dân tài sản, giờ này có tài sản là đâu cần đi giành giật, đâu cần lên cái mạng mà trúng mắng trúng giũa mà ngộ ha, ngày xưa Sáu khóc thì cậu dân hết tài sản cho Sáu, còn ngày nay Sáu khóc nguyên cả đồng mạng chửi rủa Sáu luôn, ngộ ha, thờ thế thay đổi thế thờ thờ thế thôi Sáu ơi, ngày xưa cái Sáu chỉ nói Nam ơi em biết lỗi rồi Nam ơi em tha lỗi cho em Nam ơi em biết lỗi rồi trả nợ cho em lần này đi, lần sau mắc nợ nhiều hơn không không dám mắc nợ giống lần này nữa đâu, đó là cậu nam dân hết tài sản là hãnh diện gì có anh mình khóc có trả nợ, còn bây giờ khóc một cái cộng đồng mạng chửi ngày chửi đêm chửi chửi buổi trưa buổi sáng buổi chiều nửa đêm giật mình dậy chửi tiếp giờ ngộ ha, nước mắt khóc nữa đi sao mọi giọt nước mắt Sáu rơi làm cho bao nhiêu người vui vẻ như bao sao cố quên đi, thật là đau xót cho tôi còn bằng không cả đời sao phải luôn mắc nợ trời trời tự hào giờ giờ khóc, bây giờ khóc trúng giũa trúng giũa trúng xả là à nhắn tin út nha đó, bây giờ thì bây giờ mình hồi xưa mình khóc với năm anh năm đưa tiền hết phòng, bây giờ mình khóc như ve khóc với con mình tại vì con mình đang giữ số tiền rất là lớn đó, giờ mình khóc với con mình để cho nó đưa tiền mình đi chơi nữa đó, khóc đi à, ve mà đưa tiền mới sợ ve mà lú tiền á, ve chửi Sáu xong xổ xong xọt chỉ mặt luôn, tại vì sao có người mẹ xấu hổ quá bất tài vô dụng không để lại tài sản cho mình còn xúi mình kiếm nhà kiếm cửa để giờ vô cái vòng lẩn quẩn, rồi bây giờ tối ngày cái xin tiền quýnh bài quýnh đề trả nợ suốt ngày, rồi ve phải lo áp lực rồi chừng nào ủ tờ rồi trúng mắng trúng chửi rồi mắc hát như mắc ể mà không ai cho hát, rồi show diễn rồi bán vé không biết được hay không, bán vé show diễn hay đi ăn cốt cũng không biết luôn, bán 1 triệu con vé trời ơi làm như sao Hollywood qua hay gì, mua 1 triệu một vé thánh thần ơi, 1 triệu để tao mua 1 ký tôm mua 1 thùng bia về nhậu xong ngủ nằm ngủ rồi đó, 1 triệu bà mà để đi coi ve coi hát tôi đi mua 1 ký tôm với 1 thùng bia về nhậu nhậu xong nằm đó, ngủ le lưỡi ngủ chơi về sướng không, tự đi coi cái mặt chơi kẻn diễn trời ơi, để coi khán giả nói gì Sáu ha, bà Sáu ăn hiếp Hồng Loan vì cô độc đụng tới bùm bùm là bả mềm mình à, Sáu già cái nết
còn hư người dữ như vậy, lúc trẻ sáu chắc giữ kinh hồn vía luôn. Hèn chi anh năm không cưới vợ được vì cái nết. Mẹ già đó cái nết nói chuyện cặp mắt liếc ngang liếc dọc, chính bản thân mình không tự hào. Con cháu vậy có cha mẹ đầy đủ mà làm nghệ sĩ mà cứ giành nhà người ta đã. Trời ơi, khán giả chửi với cô Sáu Bào nó đang khóc và nhớ lại căn cái gì cái nhà đó. Hồng Loan kêu Hồng Loan đưa giấy tờ. Khắc nhã viết bỏ dấu không biết đồng sao luôn à. Bà Sáu miệng thì nói thương anh Năm nhưng đứng trước cửa nhà chửi rủa cha mày bại liệt vậy mà gọi là thương, thương dữ lắm, nó thà tiền phụ luôn. Ta sợ cậu tiền nhiều quá và cậu không biết giữ đâu, và cậu sợ ăn trộm vô lấy cậu buồn cậu mệt nên Sáu xài phụ cho cậu nhẹ gánh, khỏi cần sợ ăn trộm vô tại nhà đâu còn đâu ăn trộm lấy. Nên Sáu thương lắm trời, vậy là thương đó, thấy không, thương anh Năm mình dữ lắm trời, quỷ thần ơi đó. Rồi bà Tư viết gì ha, tháng 7 này ai mưu mô hại người nên cân nhắc tư tưởng, vì muốn hại ai cũng thì đừng làm dứt quả vào thân. Trời ơi sao giờ còn quả gì nữa, sao giờ không còn quả nữa. Sao giờ giống như là miễn miễn nhiễm với chữ quả rồi, miễn nhiễm với chữ quả rồi, sao không còn nhiễm nữa đó. Sao nhiễm chữ, sao nhiễm người ta chứ không ai nhiễm được. Sao thánh thần ơi, tôi nói tôi ngồi tôi thấy sao nói trả lời mà sao vậy? Hỏi em, ủa đó giờ Hồng Loan ở trong nhà đó luôn hả cô Sáu? Thì hồi đó thì ở chung, nói chung là nhà là ở chung đó, nói chung là anh em mà con cháu ở chung đó, ở chung vậy. Vậy tôi anh Năm tôi kêu về hoài mà tôi mới về, tại vì sao không, tại vì tôi cũng có lòng tự trọng tôi mới về, tôi con cháu con mẹ ma tôi ở nhà cha mẹ tôi mới về. Anh Năm tôi kêu hoài à, anh Năm năn nỉ lắm mà thôi tôi nói thôi tôi ở bên đây tôi mới về. Vậy vậy là Sáu thừa nhận Hồng Loan ở với cậu từ nhỏ hen 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 à. Vậy sao không trả lời, sao mình là bán nhà từ đường rồi hả? Sao không trả lời là thời gian bán nhà từ đường nha, chợ ở khúc đó sao không kể, ngộ ghê. Nó làm mà văn phải có đầu bài thân bài kết luận với Sáu, cái mở bài cái Sáu kết luận luôn. Rồi ta hỏi bộ hồi nhỏ Sáu chăm sóc Hồng Loan hả? Ở chung thì dòm dòm vậy đó, dòm dòm ngó ngó coi tài sản của ba nó để đâu, xài phụ vậy chứ trời thì chăm sóc đó, cũng chăm sóc vậy đó. Nó vậy đó. Trả lời lãng nhách, ta hỏi có chăm sóc Hồng Loan không trả lời lãng nhách, trong khi bên cái bọn mà quay xe nói là Hồng Loan được cậu được cô Sáu chăm sóc từ nhỏ, bây giờ phản và bây giờ chính miệng cô Sáu không thừa nhận đã chăm sóc Hồng Loan, và chính miệng cô Sáu thừa nhận Hồng Loan ở với cậu từ tấm nhỏ tới bây giờ vậy là công nhận hen. Trời ơi thấy mệt, sao nói vậy đi, từ từ đầu rồi sao nói vậy đi, cái vòng 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 qua hai à mệt quá à, từ đầu thì cái gì ra cái đó đi, cái vậy coi nó mệt quá trời, cái vòng vòng cái có ngày cái khóc mà. Năm ơi Năm ơi, Năm đi rồi tôi ăn hiếp em quá chứ Năm ơi, đó con anh em khóc một cái anh gì anh cũng cho em, bây giờ em khóc muốn lội bắt họng luôn là không cho gì, mà chửi quá trời chửi luôn Năm ơi. Sống là bà coi coi giờ ơi, giá mình đình mình giờ tan tành sẽ gấu anh Nam ơi. Hơi mệt quá trời ơi, vẫn áo hở quá trong bị chúng chửi quá. Không chào tạm biệt các nhà nha, bye bye.